tính kế lâu dài, Tô Chủ tịch thần phục thiên triều như thế nào? Thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đấu nhau nhưng không phải là những trận đấu công bằng, mà là những trận đấu theo lý lẽ của kẻ mạnh và bị đóng khung trong một cái lồng. Cái lồng ấy chỉ chấp nhận những đối thủ thuần phục Bắc Kinh. Từ ông Nguyễn Xuân Phúc trở xuống, trước đây đến ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ không một ai có ý rời khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh. Để giành được quyền lực trong đảng, từ năm ngoái, ông Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh để bày tỏ lòng thành của mình với Tập Cận Bình. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden lên máy bay về nước, ông Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài tới 5 ngày. Không biết ông đã bàn bạc những gì với phía Trung Quốc. Sau này, khi Vương Đình Huệ bị Tô Lâm đánh quá rát, cũng lên đường sang Bắc Kinh cầu cứu. Chuyến đi của ông Huệ kéo dài đến 7 ngày. Tuy nhiên, khi vừa về đến sân bay Nội Bài, thì trợ lý của ông Huệ là Phạm Thái Hà đã bị bắt. Có người phân tích rằng Tô Lâm sang Bắc Kinh trong lúc còn đang ủ mưu, sau khi trở về mới thực hiện âm mưu đó. Điều này cho thấy Tô Lâm tìm đến Bắc Kinh là có tính toán trước, là trải thảm đỏ mời Bắc Kinh vào nhà. Còn chuyến đi của Vương Đình Huệ thì là cầu cứu khi đã bị dồn ép. Giả sử ông Huệ không bị dồn ép vào đường cùng, thì ông có sang Bắc Kinh hay không? Ở thế bề trên, Tập Cận Bình nên chọn kẻ thuần phục mình ngay từ đầu hay chọn kẻ chỉ đến cùng đường mới tới cầu viện? Giữa hai người cùng thuần phục thì ắt hẳn Tập Cận Bình đã chọn Tô Lâm thay vì chọn Vương Đình Huệ. Kẻ thuần phục sớm thường có kế hoạch cụ thể dâng cho thiên triều vì có chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu cần can thiệp thì thiên triều cũng chỉ cần can thiệp vào kế hoạch đó, chứ không cần trực tiếp ra tay tránh được những phiền toái ngoại giao trong bối cảnh thiên triều cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong khi đó, nếu ra tay cứu Vương Đình Huệ thì thiên triều có thể phải nhúng tay trực tiếp và như vậy sẽ vấp phải những phản ứng mạnh mẽ của quốc tế và người dân Việt Nam. Ông Trọng đã thuần phục thiên triều từ lâu. Ông đã ký với Tập Cận Bình nhiều văn kiện có lợi cho Bắc Kinh, trong đó có văn kiện cho phép Bắc Kinh đào tạo nhân sự cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện ông Trọng đã già yếu và đến lúc Bắc Kinh cần phải tính đến bài toán thay thế nhân vật này. Người có triển vọng lớn nhất không ai khác chính là Tô Lâm. Một nguồn tin riêng cho Thời báo chấm đê biết rằng Tô Lâm đã có cuộc gặp bí mật với Trung Quốc và hứa cho Trung Quốc thuê tỉnh Lào Cai tới 99 năm. Nếu đây là thông tin đúng sự thật, thì Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ mất chủ quyền, bởi lòng tham của Bắc Kinh là không đáy, không bao giờ thỏa mãn được họ. Được biết, những cái chết bí ẩn của các quan chức cấp cao Việt Nam sau khi mắc bệnh lạ đều có một điểm chung, đấy là họ mắc bệnh sau khi thăm Trung Quốc không lâu. Từ ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang đến ông Lê Văn Thành đều như thế cả. Điều này khiến cho các nhà phân tích nghi ngờ rằng phải chăng Bắc Kinh nắm giữ sinh mệnh các quan chức cấp cao Việt Nam, và đó là điều khiến những người này đã phải nghe theo họ. Và ngược lại, ông Trọng đã được đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc tận tình chăm sóc. Rõ ràng đội ngũ này có nhiều lần cứu ông khỏi lưỡi hái tử thần, đặc biệt là sau lần ông bất ngờ gục ngã tại Kiên Giang vào năm 2019 khi đó. Hiện nay họ cũng đang kéo dài sự sống cho ông Trọng tại Bệnh viện Quân y 108, cho nên ông ít xuất hiện, thoát ẩn, thoát hiện. Như vậy Bắc Kinh có thể cứu sống được quan chức cấp cao của Việt Nam mà cũng có thể tiêu diệt họ. Có thể nói khó quan chức nào thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh, và Tô Lâm nếu muốn thâu tóm hết quyền lực về mình, làm bá chủ Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể không thuần phục. Dưới bài tay của Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục mất mát nhiều cho Bắc Kinh, đồng thời người dân phải sống trong sự hà khắc của ông tướng công an khét tiếng này. Quý vị vừa theo dõi bản tin tính kế lâu dài Tô Chủ tịch thần phục thiên triều như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Sau khi bị Tô đánh cho tan tác, ai trong phe Nghệ An sẽ bị Tô tính sổ? Khi Tô Lâm đánh dẹp Vương Đình Huệ, nghĩa là động chạm đến lợi ích của nhóm Nghệ An. Khi đó có quá nhiều thế lực cùng nhắm vào chiếc ghế thì ắt hẳn mâu thuẫn sẽ phát sinh.
nhóm Hưng Yên trông cậy vào Tô Lâm để nâng tầm sức mạnh ở phía kia, phe Nghệ An cũng trông cậy vào Vương Đình Huệ để đợi thời cơ làm bá chủ Đảng Cộng sản. Nhóm Nghệ An có 3 ủy viên Bộ Chính trị thì cả 3 người đều được Tổng Trọng sử dụng rất thân thuộc như những người tin cậy vậy. Trước khi nhóm Nghệ An tan tác dưới bàn tay của Tô Lâm thì nhóm này hùng hậu nhất gồm 10 ủy viên Trung ương Đảng, 1 ủy viên dự khuyết và 3 ủy viên Bộ Chính trị. Nhóm này còn tràn trề hy vọng sẽ tăng thêm nhiều ủy viên Bộ Chính trị nữa sau Đại hội Đảng lần thứ 14 nếu Vương Đình Huệ lên Tổng Bí thư. Tuy nhiên, giờ đây nhóm Nghệ An là nhóm có nguy cơ vỡ trận nhiều nhất. Rõ ràng khi tỏ thái độ muốn nắm ghế Chủ tịch nước, đồng thời cho người Hưng Yên nắm Bộ Công an, Tô Lâm vấp phải sự cản trở rất lớn từ Phan Đình Trạc. Với lợi thế là ủy viên Bộ Chính trị và từng là người của ngành công an, không ai có điều kiện tốt hơn Phan Đình Trạc để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Ỷ vào những lợi thế trên, Phan Đình Trạc đã khiến Tô Lâm vất vả và chống đỡ, dùng Bộ Công an làm đảo chính mềm. Nay đảo chính mềm đã thành công, đây là lúc Tô Lâm lên danh sách tính sổ những ai mà Tô Lâm cho là nguy hiểm. Khả năng cao Phan Đình Trạc là nhân vật thứ nhì sau Vương Đình Huệ trong phe Nghệ An mà Tô Lâm đang nhắm đến. Còn Phan Đình Trạc là Tô Lâm còn ăn không ngon, ngủ không yên, vì với vai trò Chủ tịch nước thì ông có thể bị hạ bệ rất nhiều lý do khác nhau. Ban nội chính là cơ quan đã bị giải thể nhưng lại được ông Trọng cho hồi sinh vào năm 2013, mục đích là để soi chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng, moi ra sai phạm. Cơ quan này cùng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trở thành hai cơ quan có nhiệm vụ tìm và nhặt củi về cho cái lò của ông Tổng đem đốt. Cụ thể, Ban nội chính có chức năng tìm củi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân loại củi, cuối cùng Bộ Công an vác củi cho vào lò. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Trần Cẩm Tú đứng đầu đã có người của Tô Lâm cài cắm vào đấy, chính là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, là em vợ của ông Tô Lâm. Trong khi Ban nội chính Trung ương, Tô Lâm lại chưa thể kiểm soát được. Như vậy, trong thời gian tới, Tô Lâm sẽ nhắm tới Ban nội chính hoặc cài người vào hoặc loại bỏ người đứng đầu. Một nguồn tin riêng cho tờ Thời báo .de được biết, Tô Lâm đang nhắm tới trưởng Ban nội chính Trung ương, có thể dùng chiêu bài đánh tham nhũng không có vùng cấm của ông Trọng và cũng có thể bằng cách nào đó khiến Phan Đình Trạc không thể làm việc được nữa. Không biết sự thật như thế nào, tuy nhiên, căn cứ vào tình hình chính trị hiện nay thì đấy là cách một Tô Lâm có thể bảo vệ an toàn cho chính ông và nhóm Hưng Yên đang lên của mình. Dù Tô Lâm đã chiếm lợi thế rất lớn trên chính trường, nhưng ông vẫn đang đơn độc trong Bộ Chính trị. Trong khi đó là người nhiệt tình, Phan Đình Trạc lấy được cảm tình của các ủy viên Bộ Chính trị còn lại tốt hơn Tô Lâm. Một khi được các thành viên Bộ Chính trị ủng hộ, nếu không bị loại thì Phan Đình Trạc sẽ là nguy cơ tiềm ẩn với Tô Lâm trong thời gian tới. Mặc dù đã thắng được nhiều nước cờ, nhưng Tô Lâm vẫn chưa thắng được cả ván cờ. Từ đây tới Đại hội lần thứ 14 còn rất nhiều ván cờ nữa. Nếu Tô Lâm ngủ quên trên chiến thắng thì rất có thể ông sẽ phải nhận cú hồi mã thương từ một hay nhiều đối thủ, và thậm chí có thể nhận ngay cú đánh của người đang liên minh với mình. Nhóm Nghệ An có 2 tầng, tầng trên là nhóm ủy viên Bộ Chính trị, tầng dưới là các ủy viên Trung ương Đảng. Tầng trên là mối đe dọa đối với Tô Lâm, còn tầng dưới thì tạm thời không được gây khó khăn cho ông. Cho nên nếu để yên cho Phan Đình Trạc là Tô Lâm tự hại chính mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin sau khi bị Tô Lâm đánh cho tan tác, ai trong phe Nghệ An sẽ bị Tô Lâm tính sổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.